Vợ cố ca sĩ Vân Quang Long mừng sinh nhật con trai. Vợ cố ca sĩ Vân Quang Long tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng con trai út tròn 2 tuổi. Mới đây, Linh Lan, vợ cố ca sĩ Vân Quang Long cùng người mới, ca sĩ Đinh Kiến Phong tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật 2 tuổi của con trai út. Ca sĩ Đinh Kiến Phong viết: "Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của ba mẹ. Chúc con trai tuổi mới tràn ngập niềm vui, mạnh khỏe và hạnh phúc. Hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh thông minh, chúc con luôn biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô nhé." Đồng thời, vợ chồng Linh Lan, Đinh Kiến Phong chia sẻ một vài hình ảnh trong bữa tiệc. Nhiều bạn bè, khán giả đã chúc mừng sinh nhật cậu bé Thiên Phúc. Ca sĩ Đinh Kiến Phong vui vẻ cảm ơn từng người một. Có thể thấy, lên 2 tuổi, cậu bé Thiên Phúc ngày càng đáng yêu, kháu khỉnh, thừa hưởng những nét đẹp từ phụ huynh. 4 năm sau khi Vân Quang Long qua đời, Linh Lan, vợ của cố ca sĩ mở lòng đón nhận tình cảm từ ca sĩ Đinh Kiến Phong. Vào tháng 7 vừa qua, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn tại quê nhà của chú rể và cô dâu. Kể từ khi Vân Quang Long đột ngột qua đời, Linh Lan một mình nuôi con. Trên trang cá nhân, cô ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, thay vào đó thường đăng tải hình ảnh của con gái. Nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là sự động viên từ Đinh Kiến Phong, cô dần lấy lại tinh thần. Hiện tại, Linh Lan thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội, cho thấy tâm lý đã ổn định hơn và cô cũng sẵn sàng đón nhận hạnh phúc mới. Theo chia sẻ của Linh Lan, Đinh Kiến Phong luôn yêu thương và chăm sóc Helen, con gái riêng của cô, như con ruột. Chính sự chân thành ấy đã khiến cô quyết định mở lòng trước tình cảm của anh. "Anh nói với tôi rằng hai mẹ con đã trải qua nhiều khó khăn, bây giờ anh sẽ bù đắp cho chúng tôi", Linh Lan tâm sự. Sau khi thông tin Linh Lan tái hôn với Đinh Kiến Phong được chia sẻ, bên cạnh những lời chúc phúc, cả hai nhận ý kiến trái chiều. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ lên tiếng khẳng định cả hai đến với nhau khi còn độc thân, không làm gì sai trái. Cụ thể anh viết: "Tôi cưới Linh Lan trong lúc cả hai độc thân, không có mối quan hệ ngoài luồng. Chúng tôi không làm điều gì sai trái. Hôn nhân của chúng tôi được pháp luật công nhận, cha mẹ đồng ý, tôi thấy may mắn, hạnh phúc khi được gia đình hai bên, bạn bè ủng hộ, chung vui trong ngày trọng đại. Tôi yêu cầu cá nhân, tổ chức không sử dụng hình ảnh gia đình tôi cho mục đích xấu. Tôi sẽ có biện pháp mạnh tay để bảo vệ gia đình." Tôi cảm ơn bạn bè, khán giả nhìn nhận câu chuyện theo hướng tích cực.